cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Trung tâm Triển lãm Nghệ thuật Việt Nam đồng tổ chức triển lãm trực tuyến với chủ đề Trung thu trong ánh mắt trẻ thơ và triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam năm 2021. Triển lãm được diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 tại địa chỉ abe.gov.vn và triển lãm vhnt.vn. Với chủ đề Trung thu trong mắt trẻ thơ, ban tổ chức mong muốn phần nào truyền tải được những hồi ức đẹp về Trung thu thông qua những hình ảnh và tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu. Hình ảnh Trung thu của một số nước châu Á và giới thiệu những làng nghề làm ra những món đồ chơi Trung thu truyền thống đã gắn bó với bao thế hệ trẻ em Việt Nam. Còn với người lớn thì đây cũng là dịp để mọi người ôn lại những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Triển lãm cũng giới thiệu khái quát về nguồn gốc, ý nghĩa của Tết Trung thu, những kỷ niệm về Trung thu Hà Nội xưa trong ngày Tết Trung thu cách đây nhiều năm trước, khi đời sống đô thị đã hình thành, tạo ra những nét sinh hoạt thời cận đại tại thủ đô Hà Nội. Qua đó cho thấy, dù có qua bao nhiêu thời gian thì Trung thu vẫn mang những màu sắc, giá trị văn hóa dân gian đặc sắc với ý nghĩa đoàn viên, cầu may mắn, cầu mùa màng bội thu. Năm nay đúng là cực kỳ khó khăn trong cái thời kỳ dịch bệnh, và nhất là trong thời điểm giãn cách của thành phố Hà Nội. Và chúng tôi cũng hết sức cố gắng làm sao liên hệ toàn bộ với các nghệ nhân để làm đồ chơi Trung thu. Và chúng tôi cố gắng đưa những cái gì đặc sắc nhất về đồ chơi dân gian của Trung thu Việt Nam. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã liên hệ với các đơn vị cung cấp các cái nguồn ảnh đặc sắc và ảnh nghệ thuật để đem đến cho người xem những cái hình ảnh tiêu biểu nhất của những Trung thu từ những năm trước, cũng như là những cái ký ức của chúng ta về Trung thu. Ở đây thì các anh chị cũng đã làm theo cái trực tuyến rồi kết hợp với trực tiếp, thì đấy cũng là một trong những cái hoạt động mà rất là cần thiết cho trẻ em trong những cái mùa Covid này phải ở nhà. Thì tôi rất hy vọng là đến đêm Trung thu thì có thể rằng là cũng đã bình thường hóa, có những cái hoạt động để làm sao mà có được khách tham quan triển lãm Trung thu năm nay. Còn đây là hình ảnh triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam 2021 được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Triển lãm nhằm khuyến khích tạo điều kiện phát triển hoạt động mỹ thuật của thiếu nhi trong và ngoài nhà trường. Thông qua giải thưởng này, ban tổ chức mong muốn tạo ra hoạt động sáng tạo có ý nghĩa, tác động tích cực vào quá trình giáo dục thẩm mỹ của các em thiếu niên, nhi đồng Việt Nam từ 5 đến 15 tuổi. Sau gần 3 tháng phát động, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng ban tổ chức. Ban tổ chức đã nhận được hơn 5.000 tác phẩm của 45 trên 63 tỉnh, thành phố gửi tham gia. Kết quả tổ chức chấm chọn được 409 tác phẩm trưng bày triển lãm.